Thưa quý vị, sáng ngày 30 tháng 10 vừa qua, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang đã tổ chức lễ vinh danh các tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh đã có nhiều đóng góp trong lĩnh vực xã hội hóa và an sinh xã hội giai đoạn 2017-2020. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã vinh danh hơn 330 tổ chức và cá nhân trong và ngoài tỉnh đã có nhiều đóng góp bằng tiền mặt hoặc hiện vật, công lao động trong lĩnh vực xã hội hóa và an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020 với tổng kinh phí đóng góp hơn 1.633 tỷ đồng. Những đóng góp trên đã tạo ra sức mạnh tổng hợp, góp phần đạt và vượt nhiều chỉ tiêu về kinh tế xã hội, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội 4 năm qua. Cũng tại sự kiện này, 14 tổ chức cá nhân cũng đã đóng góp số tiền 125 tỷ đồng cho quỹ vì người nghèo. Đồng thời cũng tại buổi lễ, tỉnh An Giang cũng đã phát động tháng cao điểm vì người nghèo năm 2020 và phong trào thi đua trong lĩnh vực xã hội hóa, an sinh xã hội giai đoạn 2020-2025.